Được mấy con? Cả chục cá sát à. Ghê không? Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Em hai lưới được nào con cá xin chị đó. Thì Tùng vừa đi cuốn lưới với anh Nghĩa về cả nhà, mới cuốn xong. Anh Nghĩa bữa nay cũng được mới cá sát xanh kỳ. Còn có Út thì cũng nhiều một gỗ Út. Anh Nghĩa thì về trước rồi. Rồi tạm biệt anh Nghĩa nha. Dạ. Hồi nó dạ. Về chung cái dối chạy. Về nó chạy được vòng chung cái dối. Thì dạ. Giờ này em nhí mình mới cuốn lưới nè. Nãy nước mẩy có giăng không? Nãy nước mẩy lớn có giăng không? Vậy là qua trễ anh nghĩ nhiều hả? Ủa? Tay trễ anh bủa lại hay vậy? Cuốn rồi đâu rồi? Ồ. À để làm sao đây hả? Tại vì anh không thấy lưới em mới nói tưởng đâu cưng bủa lại. Nói trời trời giờ này nước này bủa gì? Em đâu có đi nhanh. Rồi xe gì? Cá Út nữa cả nhà. Không có hôm. Không, ít xíu à, chừng 2 ký mấy à. Là mấy giác lưới luôn á. Nhí mình được mới cá xanh kỳ nè, mấy con lội nè. Cái kìa má em nó gớt nữa rồi. Ờ, má thấy kìa mới đó hả? Chiếc này là đi luôn phải không? Nó gớt thiệt rồi. Anh nghĩ mình để tay lưới vừa cuốn xong ở sao nè. Tùng không thấy, Tùng tưởng đâu mà buông lại chứ. Nó bởi vì coi coi ai xui biết liền. Được con cá xanh kỳ. Nãy giờ cá Út không à, dính cá xanh kỳ không biết đừng gỡ kìa. Nó chơi tài lưới hồi nãy em dí mình cũng được mấy con rồi. Chụp đại vô. Nắm cho chắc. Bóp cho mạnh vô. Ở nhà bố không có. Đi làm biến. Ở nhà thì buồn. Đi kiếm tiền sửa tả rồi. Sao thấy cái khó khăn quá. Tới ngày tả à hả? Sửa. Mà sao kiếm thùng sữa giờ đi bỏ cái xác này kiếm thùng sữa thoải khó khăn quá. Uống sữa bột hay là sữa ấy? Sữa tươi. 300 mấy. Như anh nghĩa là không được 300 mấy rồi đó thấy không? Em thấy tình hình em chắc nó cũng vậy đó. Cuốn sớm giờ mà chưa thấy con cá sát mà là hiểu rồi đó. Tè tè
tép thì không có văng câu, quỳ lưới cá sát thì nó không có, đi câu tôm thì bị hút. Giờ làm gì vậy anh Đầu? Đi bắt vịt. Chỉ em cái. Đi bắt vịt. Hai cha con bắt tám đi câu nguyên ngày nay bắt được chừng 300 mấy à. Ghe đó ghe ai ta? Kiếm tình hình này là không dám về phải không? Ừ. Tình hình này là không dám về đúng không? Không dám cuốn luôn nè. Hả? Cuốn hết nổi luôn nè. Hỏi anh Lộc, Lộc có dưới không mà hiểu rồi. Tối nay đổi cha anh Lộc quá. Tối nay xuống làm quán gia cho anh Tùng cái. Biết sao không? Không phải làm biến bộ cá sát mà là bộ hao lứ quá, bộ không có hao lứ lắm. Bộ kêu này không có tiền đóng lứ lại luôn á. Gì trời? Ôi trời. Một con cá sát luôn. Này thì đáp anh không ngủ. Không đi đáp anh ngủ em nha. Ví dụ em không đi đá thêm câu đi, cổ vũ tinh thần đồ cũng được chứ bộ. Ô cá lên chứ. Cá mẹ. Ừ. Mấy con mà lên đùng đùng đây là bây giờ chỉ có cá mẹ thôi chứ không có gì khác. Mời em để gỡ phen nha, đi bữa cá mẹ để nghiền chứ. Phen giờ nó lưới cá sát nó ăn hết rồi. Lưới cá sát cho lưới cá kết. Vô cái này xanh kỳ bỏ vô khúc trong đây nè, nó có xanh kỳ với cá sát. Tay khai. Ngồi đi, chứ giờ đứng hết nổi. Chai à. Bắt mặt anh đeo quá anh Tùng ơi. Thì nó đứng không nổi, thì nó đứng không nổi rồi đó. Đá được nhiều lâu? Lâu gì? Đi đá banh được nhiêu lâu mà ra không nổi vậy? Có đâu, tại nãy giờ đứng mấy hai chứ đâu phải tại đá banh gì đâu. Cái giò kìa. Ý em hỏi cái giò của anh đấy. Giết bữa lưới cá sát còn hơn lưới neo nữa nha. Ý là bố đứng nước luôn nha. Không lấy cái này bọc nhiều vậy sao ta? Lưới neo à? Lưới neo nãy anh cúp anh bữa anh cứu em một lèo em cái chị vô luôn à, là không có thấy gỡ luôn đó không. Là hiểu rồi, hỏi là anh có cá không giúp anh, không biết anh nói gì đó mà nhỏ nói cái anh hỏi nghĩa nghĩa sao anh cúp anh trả lời yếu xìu anh nghĩa. Trả lời yếu là hiểu rồi, thấy trả lời không nổi là biết rồi, không nói hết nổi luôn rồi. Này thì chắc cá ít đồng. Em cũng vậy đó, em bữa nào có cá cái em còn nói chuyện với vợ em ha. Bữa nào không có cái em đi thay đồ lẹ lắm. Đi té cho trong vòng chùm anh liền. Cái vợ em già nó úp cá hay bằng cá vậy nó làm ngủ mất tiêu rồi. Cái đó là chiến thật đó. Bữa nào có cá thì ngồi lại tâm sự với vợ cho bằng cá hồi mới đi ngủ. Bữa nào không có cá thì thằng ai nó lo. Lại nó nói hồi nó khổ. Ở đó hồi nó chữ nữa. Điển hình như bữa nay này chắc cũng về quá. Chưa chuối đâu. Đợt khảo là nhờ cây ngoài à. Còn bây giờ là nhờ cây trong.
không mà mong chút xíu nữa là tình hình tiến triển ha, nó thay đổi đi. Bỏ cái khúc này cây trong nhờ được mới sanh kiện ký đơn ký chủ yếu là cây ngoài cụm ha. Cây trong đó đó, bởi vậy cuốn ngoài cuốn vô cho ngâm lâu lâu chút. Ủa vậy là cuối cùng là ngoài cuốn vô hả? Không nhờ cây ngoài, bây giờ nhờ cây trong hả? Vậy bữa nay cố tình bổ sinh kỳ hả? Chứ cá sát có đâu gì tới mà... bày cá sát cho bộ bổ hợp vậy có khỉ gì đâu. Hổng lứ phao ổng còn làm được bữa hai bữa còn nguyên hai nước hay gì, ổng có được bữa nào đâu. Cưng mà cưng bủa mà có con khỉ anh cũng sợ cưng luôn. Bộ lứ mà hỏi con khỉ, em nói có con khỉ nào đâu. Em nè. Thì đó có con khỉ gì đâu. Thì em khỉ nè. Khỉ chứ. Em tưởng khỉ bộ. Vậy hả? Thì có con khỉ trên xuồng rồi. Chút kìa. Thấy chút không? Bữa bẻ vậy nè. Cái cầm vui lắm giục cái kiềm luôn. Em không biết em tưởng cái gì nữa em giục cái kiềm luôn. Chứ không phải đâu gớt tự em giục luôn. Cuốn đạo như gỡ cấu chỉ quán hay sao á. Gũ hay đạt tính gũ hay đạt lấy phao lưới 8 độ của nó chục cái hú quán cho anh hai mà đi với nó mà bắt câu hồi nhoi trời đất nữa. Bỏ lưới của ảo còn chữ mắt nữa, mất công xong tiền này dậy sóng nữa. Vậy dậy sóng con bo trên sông tiền. Không được, không được. Để vài bữa cái tới nước lưới neo đi. Em lấy xuồng ổng, em lấy lưới neo lưới 8 và em đi bủa. Ổng bủa đầu, bủa kế bên. Đi heo bu bu đồ vô chung cho vui. Nó không có cá sủ, nó cũng có cá học trò. Lưới 8 tao bủa cặp trong bờ cá học trò dữ lắm. Chưa thấy tiến triển gì hết nha. Chưa mà. Chừng nào anh thấy tới cây lưới mới là có tiến triển đó. Thấy canh mà cây lưới mới trong lưỡi rồi đó. Mọi bữa ngoài bữa vô mà cây lưới mới nó nằm trên là trong bữa ra đó. Canh mới được. Rồi cái hết bị cái phao nào đâu luôn rồi. Cái tội có đèn mà làm biến nè. Gỗ anh Tùng đi há diều, anh Tùng không đi há diều gì chứ. Bữa nào mình đi há diều anh Tùng ơi. Mình quay về tới thôi. Thấy tụi nhỏ chết bù đông vui quá. Nào mình thiết kế con diều lên chết mình thi coi. Mai chừng 30-40 cái bao gì đó. Làm nhiều hình con cá, con cá điều hào. Trời ơi, mình nuôi cá điều hào, mình quay báo thức ăn cá điều hào thì mình phải làm hình con cá điều hào. Ghê không? Làm được đi tính. Em làm được hết á. Hay ha. Đó 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 đó. Cá xanh kỳ, cá sát. Một con cá sát, con cá xanh kỳ. Bốn ký mới đủ đó. Mới được gì tiêu à? Không được bốn ký xuống quẹ anh Tùng bắt cá lăng sao. Mẹ con kia chưa được đó, có hai con rồi tiêu. Thế nào cũng tiêu à. Bữa nào thế nào camera cũng nén hồi lùi à. đợi bữa nào anh chị hai đi đám hay gì đó. Còn cá lăng đó không biết sao bắt. Thọt chân xuống nó táp cục cái chân. Giống như hàng kia vậy, hai câu cá dầu dính là lặn dưới rồi, không biết sao bắt. Hỏi nó sao mà nó hô quá. Tao sợ nó đâm lũng bụng. Thấy ghê không? Anh hùng lắm. Cởi áo rồi nhảy khí hế đó nha. Cầm vợ nhảy khí hế. Trời 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 lên. Thôi không được mày ơi, không được. Hỏi sao mà tao sợ nó đâm lũng bụng. Hết biết ổng thì chứ. Làm sơm lắm dính, sợ để tao. Không, nhưng mà con cá nếu mà mình lặn sượt thì đâu đến nổi đâm đâu.
tao có ê thì nó sợ vậy thôi, nó hồn thương như nó hồn cá bự lắm. Cái em hỏi nó cá bự xong em xúc tao sợ nó đâm lúng bụng. Còn thầy Đạt thì lặn xuống có hai hướng nước hay gì à, cá không biết làm gì cá chân á, nó hồn xuống dưới xúc không được. Ớn à. Ủa đó Nhi ơi, có lý rồi Nhi ơi, qua bài cá sát rồi. Ủa qua bài cá út rồi, tới bài cá sát. Tới nước chảy luôn mà. Tại vì trong đây nước nó muốn đưa xuống mà mình mới bổ ra ngoài được. Bổ trong đây có chừng cây lứa là vừa. Có lý à, có xe, có tiến triển rồi đó. Đường về nhà đang rộng mở. đèn đường về nhà đang sáng trưng. Bè dưới có lọc còn bè trên nữa mà lo gì, mà ngặt cái bè trên không có giỏng thôi. Chút xíu có cá nhiều nè em ơi. Quên chuyện ngủ lại đi. Lưới cá sát mà bệnh còn hơn lưới neo nó thứ gì còn à. Cá xanh kỳ bự cái này đâu mất tiêu vậy rồi. Không có mấy con chứ. Ủa tự chứ bè lên đây luôn á. Anh nghĩ nãy con cá nhỏ nhỏ không không? Không, trong gần bè của bác hai nè, cá bự đuôi bè chỗ con chó thôi, chỗ con chó bông bông á, con chó đó nó giữ con cá lăn chúa chổng á. Thiệt bộ, còn con cá lăn chúa chổng chó đó đó, không biết nó lâu lắm mà không biết nó còn đó không à. Câu bị câu có dính đó chưa, thấy hoài à. Từ hồi đã mời bây giờ về ra rồi nha. Lúc bè cũ á là nó nằm ngang chó đó đó. Anh hai à, ổng me ổng bủa hoài đó, bủa lưới hoài đó. Vậy là nó nằm ở trong rồi, vậy là giờ nằm ở trong đúng không, trong bè rồi. Ừ, giờ nó nằm tịch bè luôn này, giờ khó ăn rồi. Nó tới sinh kỳ qua bài cốt là thấy khỏe không dám đâu em. Em nói rồi, nó tới hai bài luôn, một bài ngoài một bài trong. Khúc giữa nó mới ít. Mà ở trong đây nó đỡ hơn quả, nó cũng dính nhưng mà không tới nói xe diện giống như bên kia. Bên kia nó không dính thôi, dính xe diện luôn á. Có mấy cục gạch mà em gỡ từ chỗ bè anh mà cho xuống tới mà bảy lên tính đi. Còn bữa chảnh thì bữa gặp anh dính hai đó, em gỡ cho lên tới mà một. Có mấy cục gạch mà vậy đó. Đầu ảnh nó chịu dính dữ lắm. Thấy chưa? Đó Nhi ơi. Vô Nhi ơi. Được chục bịch chưa? Gần được rồi. Con thùng nó mấy chục bịch, 30 bịch không? 50. Hợp em cũng biết. À hợp. Tại cái bịch nó uống không hết. Cái hộp mà thứ hộp bự á. Không, nhưng mà thường nếu mình mua loại cái bịch đó thì nó ngợi tiền. Tại nó uống có dặm có buổi tối không mà. Mình bỏ tủ lạnh qua đêm thì nó sợ nó không tốt. Bởi vậy mua vừa đủ nó uống thôi à. Chứ đâu phải nó uống nguyên ngày đâu. Nó vậy đó, nó chịu sữa đó đó. Còn ba sữa hộp kia nó uống, nó không chịu sữa nào chứ. Hồi nhỏ nó uống ba sữa hộp được đâu mấy tháng.
rồi xong cái thấy nó không có gì trang đổi sữa, là sữa nào nó cũng ổi chứ nó không tiêu. Nước chảy dữ trời, hết biết cái hùng nằm đâu luôn rồi. Có khi nào lúc hùng luôn ta. Dạ. Tới đây mắc gốc hùng luôn rồi. Nói chưa. Tới bãi cá út thứ hai. Anh đi với anh Nhé hồi chiều giờ luôn hả? À, anh lên hồi 8 giờ. 8 giờ là ông bữa gọi á hả? Bữa gọi, bữa lúc nước Mỹ rồi. Cuốn ta nước Mỹ xong quay qua mấy bữa nãy gặp em đó. Và vậy cái này làm cá sát chua quá. Cá sát mà không có là thấy làm, thấy vất vả xanh kỳ quýnh ngay bầy nó mới được. Còn không ngay bài nó dính lai ga vậy không đó. Mà lớn nào chịu nổi. Quýnh ban xanh kỳ đó là mà không đủ tiền đóng lưới luôn á. Nằm trong đó không đó. Mấy cái xanh kỳ bự đánh lưới bốn cử đã nằm trong mấy dạ mỏ không à. Em đánh mấy có mấy bữa bành bay gần bay qua cái lưới của em rồi đó. Hao lưới quá hả? Vậy chứ anh Úc cái mỏ không thứ gì còn. Ở ngoài đây nó còn đỡ một chút. Còn mấy con xanh kỳ bự đó anh quýnh không nghe, nó cũng như cá hú vậy đó, quýnh không nghe nó không đông. Phao hình như là nó nằm đâu trong đó đó. Mà bây giờ không biết nó trôi xuống tới phương trời thì tan rồi. Vậy anh hay có đặt lúa chưa? Chưa. Vậy anh ông nghéo nhân câu vậy? Bữa hổm còn á, hay gọng còn. Ghê vậy? Còn tới nay luôn hả? Em mấy nãy em tính mua, em nhân mà sao em gì chứ giờ hạm nhân tiếp gồng chứ nhân qua này sao em ngán quá. Quải cái đi mua mồi rồi về rộng rồi ê quá. Ta mướn cái ao đi, cái mương đi, ta nuôi tép gông. Mày mốt anh đầu tư luôn anh Tùng. Đầu tư gì? Đầu tư cho em cái ao luôn. Vô coi cái ao nào đó. Nuôi tép gông. Nuôi dèo được không ta? Ai biết đâu. Nuôi dèo nước chảy không chừng mạnh hơn. Gặp mà lâu lâu cái bị người ta thuốc tôm cái khùng luôn. Chắc không sao đâu. Tôm chết cái tép nó không, nó sống rồi nó không chết rồi ha. Tép nó mạnh. Tép nó mạnh. Thuốc tôm con tôm nó chưa kịp ăn nữa là thuốc chọc hai rồi. Quái thiệt chứ. Bởi vậy em nói rồi, bây giờ không biết làm cái con khỉ khô gì luôn nữa. Như khách ngày là cá sát không có câu tôm còn cũng kiếm ăn qua ngày được mà hút liền liền vậy câu đâu vậy? Bởi. Từ đây xuống Hội Xuân chỗ nào cũng như chỗ nấy. Giết thua luôn. Mới giờ mấy bữa cái nó chuẩn bị ăn lại cái hút nữa. Tới cày lưới làm ăn rồi nè. Câu có gỗ làm ăn, lưới cũng có lưới làm ăn nữa ha.
không biết nó có làm ăn được gì hôm nay nữa. Đó. Trời ơi, dính cái trạch lấu rồi. Ơi, lần đầu tiên trong đời nhân lưới dính cái trạch lấu. Cái trạch lấu thường thường là toàn là dính câu không à. Cá trạch lấu này tới số. Vậy mà không dính cái trạch trà. Có tim rồi nhỉ. Có tim lên nè. Ây da, nó đâm chết rồi. Đó. Rồi. Lần đầu tiên trong đời có cầm được nó đâu chạy. Nhân câu còn cầm cái cọng dây tóm được hả? Nó đông chắc khùng luôn quá. Dạ, 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 dạ. Dạ. Còn dính lưới á. Buồn ra cái nó nhụi xuống nữa. Thiệt chứ. Lấy cái đồ tắt nước hả? Đây, đây, đây. Chưa nha. Bỏ nó vô, bỏ nó vô. Trời ơi. Tùng này thiệt chứ. Sao? Nhờ có một chút à. Mà tát nước vô mặt vậy đó. Chứ anh dối mà, anh ở đằng xa mà. Anh thấy được đâu. Chắc lâu luôn. Đó, tìm cái út luôn. Được con cá chạch lấu cả nhà. Quá đã. Chùm chùm luôn. Thả bè không Tùng? Con gì? Chạch lấu. Ông dụ tôi không? Cái chạch lấu là mình không có thả vô dèo được cả nhà. Hồi sớm ông Dượng chính đi câu bển, ổng cho em con cá hô ổng nuôi. Mà em không biết sao em đem về được. Ổng hô cỡ 6-7 ký gì vậy. Cái chạch lấu á, mình để ngoài này nè. Để trong đây hồi khó, mình khó tìm lắm. Em đem về được em gửi bài anh nè. Chừng nào nó được 70 ký em bắt. Ổng hô nó chắc nó được 6-7 ký gì vậy. Gửi cho chiến đấu với mấy con cá lăn của anh. Ừ. Chừng nào được 70 ký bắt. Chứ nuôi trong hầm đâu biết nào nó bự. Ở nhà còn hầm không? Còn đâu. Ở bên thấp mự bánh á. Bữa nay em với ổng với ông Nghĩa đi chiến bánh á. Lội gì à, người thì nằm hở oxy, người thì uống thuốc nhức đầu. Có mình em là đi hả lứ đó. Đi bánh câu lương đó hả? Ừ. Nắng lội hồi hết thấy đường luôn. Kỳ bữa nay nó đi lưng lửng đó. Tiêu anh Tùng ơi. Bè còn mì gói không Tùng? Còn. Nhắn tin đi. Em ơi, tối nay anh ngủ bè. Vợ hỏi sao vào cái em trả lời biết rồi còn hỏi. Nói anh muốn về mà mấy con cá út nó kéo anh lại. Đâu có, thiếu sữa em ơi. Thiếu sữa rồi. Ở đây kiếm sữa. Gạch mà cũng hao nữa. Cũng hao là gạch lụm á. Phải gạch mua nữa là lỗ rồi hả? Phải vậy. Anh tính em lụm ha, gạch ha mà không biết bao nhiêu mà nói. Vô đây vậy mà không có cách khác luôn chà.
mà trước giờ dân câu lưới mà lụm gạch không xây được căn nhà không chứ? Dám lắm. Dữ vậy không? Anh vậy cho anh tính đi. Ba nhà, ba người làm. Mà hồi đó dân câu mới dân câu á, gạch nó hao như đạn chứ. Tại đó dân gạch về, mấy cá bự nó vũ sức cho à. Chứ đâu phải buộc liền như giờ đâu, đó xài gạch về không à. Giống như ông gì dưới á, anh nhớ rồi. Bởi vậy mấy con cá bự á, gạch về nó hay được chỗ đó đó, mấy cá bự nó vũ sức cho à, bởi vậy nó nhẹ đường câu, nó theo được đường câu. Con cá nó dùng đường câu, con cá bự nó ít xảy. Mà hồi xưa xài vậy, còn bây giờ góc gọi kiểu này xài kiểu đó nó quơ xảy còn ông nổi hơn nữa. Hồi xưa chống anh dân được. Bây giờ chủ yếu là gạch càng, nói chung là càng dày càng tốt cho chịu đường câu lại, nó không sàn vô gọ mà. Xưa gạch há hao như gỏi vậy. Mấy cá bự bởi vậy hồi xưa cá sú mà bự bự mà dưới dây viền nhỏ nữa, nó nổi mấy cá bự nổi bút đắng. Giờ gạch nhiều quá nổi không nổi. Giờ gạch tính đi, gạch hồi xưa xài cục gạch ghê mà nó có chút xíu nữa, còn bây giờ uống nửa cục gạch chứ. Gạch bị lớn như nào ổng còn chơi nhỏ nó chài ông làm chơi nước cục không đó. Vậy là cái này là một gạch thể mình chia làm ba hả? Làm hai bỏ một miếng. Bỏ uổng à. Chị ta phải làm sớm quá. Vô tới đây cái út không. Nãy anh nghĩa cái sinh kỳ cỡ đó không đó, cái đó bự hơn á, không có nhỏ nữa. Ây da, trời ơi chết tôi rồi. 220 chưa. Nay 220 nữa vợ đuổi khỏi nhà thiệt. Dần không đủ tiền gai hả? Vậy. Có cái gai mà để cho nó đông hoài. Chết luôn. Thấy vậy chứ hay lắm, quay bị tâm à. Ừ, anh biết mà, chung hay lắm. Lợi hại lắm. Ừ. Không ý anh nói cái gai cái út nó lợi hại. Ừ. Bữa nào mình kiếm mồi mới mình dăng câu thôi. Rồi nó dướng chạy bị dướng chạy bèo luôn, chạy khô dướng còn chỗ phao chỗ bèo luôn mới ghê chứ. Nó lưới rồi cả nhà. Ủa gọi. Cậu chịu phao mà nó dướng được cái gì ta? Có thành quả đấy trời ha. 2, 3 khui. Bữa nay không có trúng nhưng mà số lượng con thì cũng nhiều, khá nha cái nè. Vừa cá út nè, cá sát nè, cá sinh kỳ nè. Tiền thì không nhiều, tại vì mình lựa ra cá sát, cá sinh kỳ để mình bán thì nó không có nhiều, có cá út á. Út có chiếm số lượng đa số trong này rồi. Nhiều cá nhưng mà có út không. Rồi à, quên, phía trước mình còn à, còn cá trạch lấu nữa. Rồi đây là tất cả số cá hôm nay anh em mình dính được cả nhà ơi. Ai xem video cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và em Nhí hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.